Em Thảo trân trọng gửi lời chào tới các bác. Một lô bình giữ nhiệt và đây là dòng bình công nghệ USA. Với dòng bình KD thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác mẫu bình cao cấp nhất. Bác nào đang muốn tham khảo về giữ được độ nóng và độ lạnh bao nhiêu thì các bác hãy theo dõi tới tận cuối video này nhé. Hôm nay thì một thùng bình màu trắng này, đây là mẫu bình 2 lít bằng cái fix đấy các bác ạ. Và cái ưu điểm của cái bình này hôm nay em giới thiệu tới các bác nó như thế nào. Các bác có thể đựng đá được tới 50 tiếng thoải mái cho em. 50 tiếng nhé, Đây là cái bình màu bạc cực kỳ là đẹp luôn Và một chút là em sẽ test thử cho các bác nhà mình xem Ưu điểm vượt trội của nó để các bác nhà mình biết về cái dòng bình giữ nhiệt này Một cái loại bình cao cấp thì sẽ không bao giờ bị toát nhiệt ra bên ngoài nhé Cho thấp luôn các bác mới nhìn thấy ở bên trong Đấy nhìn ở bên trong bình Mỗi một bình thì sẽ tặng thêm một cái dây đai của dòng uh, 2 lít này các bác anh em này Đấy mẫu mới nhất nhé Và với cái bình này thì trong cái mùa hè nóng bức này các bác có thể làm quà tặng Tặng bố, tặng mẹ, tặng đồng nghiệp đó là một cái món quà ý nghĩa nhất Và em sẽ test thử về cái dòng bình 2 lít này Ưu điểm nữa của nó là để chia sẻ từ các bác anh em nhà mình là có khi các bác nhà mình đựng thuốc lam, đựng thuốc bắc hoặc là hãm trà đào, trà chanh, trà atiso thì các bác có thể để nóng cho tới 2 ngày không thiêu nước. Thì trong cái mùa hè nóng bức này thì các bác cũng đã biết rồi nếu như các bác nhà mình để nước trong chai nhựa thì chỉ 3 tiếng thôi là đã, đã thiêu rồi. Nhưng với cái bình ưu điểm như thế này thì các bác nhà mình để nước nóng cho em 2 ngày nhé. Ví dụ như nóng bỏng trong tầm độ 10 tiếng sẽ nóng bỏng luôn và sau đó thì nó sẽ hạ nhiệt xuống còn độ 80, 70, 60 và tới 2 ngày nó tầm độ 45 độ thì đó đã là quá ok rồi. Đấy em sẽ test thử về cái bình 2 lít nhá. Sẽ có hai màu đấy các bác ạ. Cho đá vào đi. Đấy. Cho đá vào cái bình 2 lít này. Đấy. Em để một cái bình 2 lít nữa để các bác nhà mình được lựa chọn màu nhá. Đấy. Màu bạc là một cái màu rất chi là sang trọng mà hôm nay em mới về được hai thùng với dòng bình giữ nhiệt này thì đang ở miền Bắc thì với cái độ lắng nóng của nó cứ cho đây thoải mái đi ở trong cái thời điểm miền Bắc đang là 40 độ thì đây là một cái bình mà giúp các bác anh nhà mình đi làm công ty đi làm vườn hoặc là đi làm ruộng, đi rừng thì mỗi bác mỗi anh lên sử dụng lên một cái như thế này Các bác anh đầu tiên về thì sẽ test thử bằng đá cục nhá Và em đảm bảo bảo hành cho các bác anh nhà mình Khi mà các bác anh test thử nhiệt của cái đá này nó tỏa nước ra ngoài em sẽ nhận lại Em sẽ bảo hành cho các bác nhà mình đầu tiên là về độ lạnh như vậy nhé. Sau đó là nước nóng Các bác có thể sử dụng được 2 ngày cho em Cho đầy vào Các bác test đúng là đá cục như này cho em Đấy Được rồi, ok Thế thì đậy lắp vào Cái lắp của nó đây nhá Phần lắp đầu tiên này Đây là bình 2 lít Đấy, các bác nhà mình muốn mở lắp ra nhé. Thì mình sẽ mở lắp vào đây ra rót nước này Mở lắp vào đây ra cho các bác xem Đây, đây là lắp để các bác nhà mình rót nước nhá bình 2 lít đậy vào và nó sẽ đi theo hai cái ca. Nó sẽ đi theo hai cái ca. Đây ạ, à, một cái ca ngoài, ca trong. Và cái ca này là giúp các bác nhà mình đi lên rừng là sử dụng để uống nước luôn ấy. Và dòng bình sẽ là dòng bình inox 304 nhá. Để em tiếp tục mở cái bình xanh 2 lít này ra. Và cũng uh, chia sẻ với các bác là em sẽ có từ 1 lít, 1 lít rưỡi hai uh, 2 lít. Đấy, đây là một cái bình mới này. Các bác nhà mình muốn hãm nước, rót nước vào thì hãy mở ngay từ đầu ra như thế này nhé xe bên trong của nó là đây là bình màu xanh bộ độ sẽ được tặng theo một cái dây đai như thế này các bác này bên trong nó sẽ có SUS và dòng inox 304 nhá 2 lít ôi thời tiết này nó thật ở trong nhà đây này mà đang ngủ đang vãi hết mồ hôi rồi nếu như các bác mà đi làm và sử dụng cái bình này thì em thấy là quá là hữu ích đây ạ à. đây các bác nhá các bác nhìn mình xem này bên trong là Ilox đây là bình 2 lít thì đầu tiên báo giá luôn các bác là khách hàng mới về ngày hôm nay thì giá của nó sẽ là 350 000 trên một bình 2 lít em miễn phí ship tới tận nhà. Đấy và cũng muốn chia sẻ với các bác về dòng trà Tân Cương nhà em nhé. Đây là trà của nhà anh em nhà em sao ra. Và em muốn chia sẻ với các bác trong cái tháng này giá sẽ là giá vào cái giá làm ra luôn gửi cho các bác mình thưởng thức. Cho nên bác nào đang mua trà cái tháng mới thì sẽ rất chi là lợi nhé và đã rất nhiều bác đặt. Tiếp tục là tới cái bình 1 lít rưỡi cao cấp đi. Mở cái bình 1 lít rưỡi cao cấp ra. Đây bình một lít rưỡi cao cấp đây màu xanh. Đây ạ, một lít rưỡi cao cấp này nhé. Với cái mẫu bình này thì nó sẽ nằm trong cái hộp trắng như kia các bác kìa. Đấy cũng sẽ có dây đai tặng theo các bác và cái bình này khi mà các bác rót nước ra thì nó sẽ khác nhé. Đây, bên trong gửi lên cho các bác anh nhìn xem. Đây, tặng dây đai chất inox 304. Đây là bình một lít rưỡi, đặt thẳng lên cho các bác nhìn. Và mẫu bình một lít rưỡi này thì em cũng cam kết và bảo hành cho các bác nếu như tót nhiệt ra ngoài nhé em sẽ bảo hành và với cái bình này thì cái độ nóng của nó cực kỳ là lâu, được nóng tới 2 ngày luôn. Đấy, bác nào mà đang cần hãm nước lá cây, hãm uh, nước vối, hãm lụ vối thì đây là những cái mẫu bình tốt nhất, đẩy lắp vào đi. Đấy các bác nhà mình về cứ test thử cho em nha, nếu như toát nhiệt ra ngoài em sẽ đảm bảo chất lượng cho các bác. Đấy, đây là lắp, riêng lắp của nó khác nhé. cái lắp này của nó đã khác một chút này. À và em chia sẻ khi các bác nhà mình dùng thì bao giờ cái lắp bên trên này nó mờ hơi một chút nhé nhưng mà nó sẽ không bao giờ có giọt nước đâu. Đây ạ, cái lốc của cái loại uh, à, một lít rưỡi nó sẽ khác cái ca của 2 lít nha các bác anh em nhé Đấy, cái ca của 2 lít đâu ngửa cái ca của 2 lít kia lên, lên Đây, cái ca của nó màu đen như này Đấy và cũng báo giá luôn từ các bác là bình 1 lít rưỡi này nó là 330 000 em miễn phí ship Còn tới bình 1 lít rưỡi của màu xanh đi Đấy ạ, đây là cái bình 1 lít rưỡi của màu xanh Bình này rất chi là đẹp và đây là cái mẫu bình phổ thông em đang đưa từ các bác rất nhiều. Ngoài ra thì em sẽ có bình hãm trà nhé. các bác thì mình quan tâm đến bình hãm trà hãy ở lại với em tới tận cuối video để để biết tất cả các loại giá nhé và cũng như là bình hãm trà thì đây là cái dòng bình KD một lít rưỡi màu xanh bộ đội có cả màu bạc nhé lấy cả màu bạc cho các bác xem đi đây ạ à, màu bạc đây nhá màu bạc lấy cả luôn một cái bình một lít màu bạc và màu xanh để cạnh luôn để cho các bác mình lựa chọn luôn đang rất là nóng vã mồ hôi mà có một cái bình như này hãm nước lá và hãm nước lạnh uống thì không còn gì tuyệt vời bằng đấy và các bác thì mình đang muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp theo đầu số điện thoại em để trên màn hình video một chút nữa em sẽ hãm bằng một cái ấm trà thượng hạng để các bác thì mình thử về chất lượng xem cái màu nước và cái trà nó như thế nào nhé bình một lít kìa mở bình một lít ra cho các bác xem một lít có màu trắng và màu bạc này các bác này giá là 250 000 năm mươi trên một bình đấy, còn cái bình màu xanh này thì giá là hai trăm tám các bác anh em nhé miễn phí ship từ tận nhà luôn đây ạ. Quá là đẳng cấp nhá. Và cũng rất nhiều bác bảo men là tôi có những cái loại nó rẻ hơn. Bác nào muốn mua loại rẻ hơn em sẽ có loại rẻ hơn nhá. Nhưng mà đã chia sẻ lên kênh như này là phải chia sẻ loại tốt nhất để các bác nhà mình biết tới. Còn bác nào muốn xem loại rẻ hơn đợi một chút em sẽ đi về những cái mẫu bình rẻ hơn. Đấy và mang nước ở đây để hãm trà. Đây đổ trà ra đây. Đầu tiên là đổ trà. Nào, trà này là trà 55 000 nhá. Đây, em sẽ để mở đây cho các bác xem. Xuyến đâu. Đây này, trà 55 000 Dạ, à, lấy một cái đĩa mở đổ một cái chè một cái loại trà 25 000 cho các bác này mình xem. Trà 25. Em có trà 25 nhé. Trà 40. 40 cũng có, 45 cũng có nhé. Đây ạ. Các bác nhìn này. Đây ạ, chia sẻ cho các bác nếu như 25 000 đây nhé. Nhà em không có một chút vụ nào như này. Bảo hành cho các bác và trong cái tháng này thì các bác mua được cái giá em sao tại vườn luôn nhé. Đây là anh em thì em gửi bán hộ thôi. Chứ em cái trà này nó thật các bác anh là chỉ để cho các bác anh thưởng thức đều đây. Đây lại 55 nhá 55.000 một lạng này thì hôm nay 55.000 một lạng thì em sẽ đóng thùng như này để cho các bác mình thưởng thức bác nào muốn thử mua lửa lạng thôi đều lửa lạng này có bác là mua hai lạng thì đây bác là mua một lạng có cả một lạng nhá Đây là một lạng đây các bác anh em này. một lạng còn loại này là loại 40 này đấy còn loại này là loại uh, 33.000 đấy còn loại này là loại 25.000 cho các bác anh nhé Đấy, và sẽ phân biệt rõ ràng như này để các bác anh nhà mình được biết. Bây giờ mình sẽ pha một ấm trà 50 đi. Trà 50. Trà 55. Xin lỗi nhé, trà 55 nhé. Trà 55. Đây. Đổ đi, đổ đi tự mình pha. Đấy. Trà này là trà 55 nhá. Tất cả các bác các anh nhà mình thì em biết toàn là khách các bác các bác lớn tuổi, các bác cũng rất thích uống trà. Ngồi mà nói chuyện mà có một ấm trà ngon thì đó là điều rất là tuyệt vời. Và đây là em sẽ đưa tới các bác một cái thương hiệu nổi tiếng của đất Thái Nguyên, trà Tân Cương. Đấy. Ok chưa? Sau đó sẽ mở nữa đi. Bạn này chưa biết pha trà bao giờ. À, lọc nước à, lọc nước đầu tiên đi, rót đi. Đấy, và hôm nay thì em có ấm pha trà nhé tất cả các bác anh em nhà mình nhá. Ấm pha trà thì là một cái tuyệt vời nhất để các bác anh nhà mình ra vườn. Uh, pha một ấm trà lắm tầm độ 6 tiếng ngồi uống nóng bỏng và nước xanh và em chia sẻ tới các bác là cái ấm pha trà nó không như cái xuyến nhé cái xuyến pha trà thì các bác thì mình pha trong vòng độ 15 20 phút nó nguội nhưng mà cái về cái phần mà uh, nước để nói về nước xanh nhất thì các bác pha vào ấm pha trà thì các bác uống trong tầm độ 5 6 tiếng nhé cho em để cho nó cho nó nước nó xanh còn nếu như các bác mà hãm trà mà từ hôm trước đến sau là nó lồng nó thành màu đỏ đấy ngon tới ngon tới đâu thì ngon các bác để mấy tiếng nó thành màu đỏ thì mở một cái ấm pha trà ra cho các bác thì mình xem ấm pha trà loại cao cấp cái này các bác thì mình để được hai ngày ví dụ tới buổi chiều ngày thứ hai thì nước của nó giảm còn độ 40 độ đó là rất chi là ok nếu các bác hãm lụ vối thì thật sự là tuyệt vời luôn cũng là dòng su sus nha các bác nhá ba và với một cái ấm pha trà này khi các bác thì mình pha nước sôi và các bác đầu tiên nó sẽ không bao giờ toát nhiệt ra ngoài Đấy, và đặc biệt nữa là nó sờ nó vẫn vẫn bình thường lắm nó không có lóng bỏng ra bên ngoài đâu đấy đó mới là một cái bình hay và các bác đổ trà vào đây để pha nhé có rất nhiều video em test thử rồi đấy để đợi trà thì sẽ lấy một cái quạt một cái quạt và cái bình tông bộ đội để chia sẻ cho các bác xem luôn một cái quạt tích điện mà đêm hôm qua nhà em ngày nay hồi chiều nay thì em sẽ về dòng quạt tích điện loại to nhé đây là quạt này là quạt đèn tích điện để đa lăng để các bác nhà mình vừa bật đèn đi ra vườn vừa để trong cái đêm mà mất điện như hôm qua thì em nóng phải nói là không thể chịu nổi luôn mỗi người ôm một cái quạt này các bác ạ đêm hôm qua đấy cái này đầu tiên các bác ra vườn thì các bác sẽ sách để cho nó có ánh sáng như này nhá hết cỡ lên đi cho hết cỡ đấy ánh sáng này nếu như mất điện mà các em học bài thì cũng rất là ok này đấy sau đó là mất điện mình sử dụng quạt mát thì mình hãy đóng cái phần ánh sáng vào mở quạt lên đấy. ấn vào đây để mở quạt nhá tít lừ luôn thật sự là em ngồi đây em vẫn cảm giác thấy mát luôn Mặt lắm các bác ạ. Đấy và giá của nó thì sẽ là 180.000 đồng trên một chiếc quạt đa lăng nhá. Vừa là quạt. Cái này nó ưu điểm của các bác nhà mình sạc bằng năng lượng mặt trời này. Nếu như trời lắng này không muốn sạc mang ra ngoài lắng để phơi. Đấy ạ. Sau đó là có một cái chế độ để các bác nhà mình cắm pin. Cắm pin vào điện. Đấy có một cái dây đi theo nhé. Để mình cắm sạc. Nữa. Và sau đó là có pin. Sạc bằng ba của pin con thỏ. Mở ra cho các bác nhà mình xem cái chế độ sạc bằng ba của pin con thỏ. Ở đâu? Đây ạ ba quả biên con thỏ khi đi rừng cho các bác nhé Đấy, rất chỉ là hữu ích và bình tông bồ đội, nhà em có rất nhiều dòng bình tông chiều nay em sẽ đăng về cái bình tông liên bang nga đó. hôm nay không để cái bình tông đấy đây bình tông này để cho các bác thì mình siêu tầm đeo ở xe đeo ngang người này đấy 2 lít là 200 còn 1 lít là một trăm rưỡi trà đây nhá các bác anh em nhá trong cái tháng này thì sẽ là cái tháng tri ân khai trương trà tân cương của bên em trường thảo sẽ có một cái giá siêu đặc biệt và để cho các bác anh thưởng thức cứ mua một lạng thôi kèm theo những cái sản phẩm của bên em Đấy, mua cùng những sản phẩm khác chứ còn mua là bị mất phí ship đấy, còn các bác mua một hai lạng là mất phí ship đấy. Cho nên cứ mua sản phẩm gì thì thử mua cho em một lạng thôi để xem chất lượng của nó như thế nào. À, 55 nhá, 40 và 33. Và đây là 25. Đấy. Và nếu như các bác các anh chiều nay em sẽ đóng gói loại 600 700 800 hoặc là 1 triệu để các bác canh nhà mình biếu sếp hoặc là biếu đồng nghiệp, biếu bố Đấy, đó là một cái món quà rất là ý nghĩa Và đã đến với đơn vị em Thảo Thì em sẽ cam kết về uy tín cũng như là chất lượng Để gửi tới tất cả các bác anh em nhà mình nhé Và mỗi bác xem video này mà thấy hữu ích Nhớ cho em xin một like, cho em xin một chuông Và nhấn vào đăng ký kênh Để theo dõi được rất nhiều những video này Ơ à, quên chưa rót trà ta Còn chùm cuối là rót trà lại quên các bác ạ Đây là ấm trà 55.000 một lạng Chưa ngấm rồi nước này mới chưa ngấm rồi nước này là chưa ngấm nhá chưa ngấm chưa ngấm đợi một chút xíu nữa chưa ngấm các bác anh em ạ đấy nhanh quá cho nên là chưa ngấm em sẽ đợi một chút xíu nữa nhá đấy và bác nào mà đang quan tâm tới dòng trà tân cương một dòng trà thượng hạng như thế này đấy, liên hệ tới bên em đây là 55 000 nghìn còn đây là 25 mươi nghìn là chiên khuyến mại trong tháng đầu đấy nhá đấy tất cả các bác sẽ mùi thơm phải gọi là thơm ngát luôn các bác ạ. thơm ngát luôn các bác ơi thơm lắm nhưng mà ấm trà này vừa mới pha chưa được ngấm cho lắm nước xanh biếc luôn nha các bác anh em nhé trà chưa ngấm lắm đây trà chưa ngấm mà nước đã xanh như thế này rồi đấy em thử ngửi cái hương vị trà ra nào rất chi là thơm các bác ạ đấy, em cũng cảm ơn là các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới kênh em nhé bác nào đang cần cái sản phẩm gì và muốn xem thật nhiều những cái sản phẩm hay nhớ nhấn like chuông và nhấn vào cái chữ đăng ký kênh đấy để xem được thật nhiều những cái sản phẩm hay của đơn vị em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.